chỗ này là có con rắn giả chết. Thì bữa đó luôn đó mình bắt được con rắn cộng cờ gần cái ký luôn nè bạn, rắn nhất rắn khủng, mà 2 chiếc lần sau thì không có dính nữa, nó khô quá. Mình cứ dời xuống mấy nước ở đâu đây nè bạn, mấy nước giờ sát xuống mấy nước này. Bây giờ gần nhất cũng có thể rồi, có nữa rồi bạn ơi, có hiện tượng nữa rồi bạn ơi, quá trời rồi, quá trời cái đống này rồi, cái đống này còn đủ tiền ăn tết rồi nè. À, loạn loạn cái này nè, quá tay rồi, cục gì mà cục nào cục nấy cục kìa, chỉ có những thằng khổng lồ nó mới làm cục cỡ này thôi, khủng khiếp chưa, sướng chưa, sướng chưa, con nào con này, con gì con này, quá trời rồi, quá chín anh chàng mép hai bên mép luôn, trời ơi trời, nhìn cục phân của kìa trời, con gì vậy trời, để cho quay cục phân cho bạn xem. Cục phân của nè, quá chí rồi cả nhà ơi, trước miệng lọp đó, hoặc cái chỗ bột lúa đó nha, nó tràn ra tới bột lúa luôn. Ơi là trời, đừng nói hàng khủng nha, con này con gì đây, trời ơi là trời á, sướng là anh Hải ơi, bữa nay vô hèo là cái chắc. Hải ơi, chào cả nhà anh Hải ơi. Dạ, chào cả nhà. Chú Lùm chú Bụi tiếp tục hành trình không mấy gắn nha. Lời nói đầu tiên xin cho phép Bình Trần gửi đến cô dì chú bác và toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe và lời chào thân thân nhất nha. Mà cả nhà theo chân mình không mấy gắn các bạn ơi, tới cái bẫy đầu tiên mình sẽ quay cho bạn xem. Bữa nay hai anh em mình người khoảng cỡ 15 cái anh ha, rút lần lần cứ hết trơn à, nhưng mà đa số là khu mới không các bạn ơi, đa số là khu mới không, chỉ có cái khu hồ sen là người 5-6 cái còn là sót lại rồi, còn như đa số là khu mới vừa chạy nền đó bạn. Bữa nay hy vọng chúng lớn nha. Không, cái đầu tiên của anh đi ha. Cái đầu tiên của ảnh nằm dưới nước quá, thấy có dấu nước lên cao anh ơi, không ngập dưới nước đâu hả? Cái đầu tiên hút con ký mấy cây? Lúc trước mình đặt ở bên cái lớp dừa nó còn ôm tụm mà lọc quán khủng chà bá luôn, tới phút 90 mới hút được, cũng cách đây có năm rồi. Sao anh? Ồ, ngập nước là cái dấu lọc trên cầm nó hút cái ngập cái lọc luôn kìa. Rồi khu này mấy anh em mình đặt chắc ngập nước hết á. Khu này mình 2 cái, ảnh cũng 2 cái. Cái đầu tiên của mình luôn bạn ơi. Anh Hải ảnh lùi cui ảnh đặt á. Ảnh đi thay chuột à. Chuột chết ảnh thay à. Trời ơi mình chắc cũng chuột chết nữa quá. Cái dấu sình lá cây nữa kìa. Dấu ngập nước á. Cái đầu tiên của mình luôn nha bạn ơi. Chặt lên cho bạn coi đường đây. Rồi không thấy tin tức gì luôn rồi, trời chuột còn sống luôn anh ơi, ghê không, à, sắc lương cho nó luôn bạn ơi, cái đầu tiên Trung Quốc luôn. Mà thấy khu vực này ấm hiểm không, ngon không, giờ mấy gắn này gặp cái cảnh này cũng mê lắm các bạn. Mình hỏi mình đặt ở đây nè, nhét cái bờ này giống như cái thềm cái mã vậy đó, mở mình đi từ bên kia hay đi qua thì sụp cái hố này nè bạn, sụp cái lỗ đấy cốt quá, cái cúp một cái bể của đồ gối luôn, bò lên đây bò để mà nhét vô đây, mình thấy trống quá mình mới qua đây, sợ có người ta đi vô bắt ong cái gì đó rồi người ta lụm của mình nhét vào đây nó hơi gập chút, còn bẫy không, còn nghe còn bẫy, thấy tin tức gì đâu, con gì không, chết quốc luôn. Ồ có con rắn này, con rắn gì lạ lắm, đúng là lặt trên cái đắp mộ mà có dấu rắn lạ hả chứ. Nhét cái đó đó, nhét cái bờ thềm đó đó, giống như cái mã, giống như mã lạng vậy mà lâu mà nó lún xuống vô sẽ nặng đầu rồi nè. Con này cũng có lý đúng không các bạn, ok nha, cho các bạn xem rồi mình bắt nó ra luôn nha bạn. Cái này cũng rắn đặc biệt, đâu có ăn chuột đâu mà vô đây trời, cái gì đây ta, cái này rắn hổ, hổ hổ mây mà, có nhiều người ta kêu mà hổ mây, cái hổ mây nha bạn ơi, nghe gì hổ mây thấy ớn không, một số dùng ta kêu hổ mây, còn một số ta kêu bằng
hổ lãi cũng nó đó nha bạn, bự con này cũng lớn là bự nha bạn, hổ lãi, hổ mây, gắn gáo trâu, gắn gáo trâu gì nè, gắn gáo gì đó. Ok, đã mất thời gian mình bắt ra rồi mình đặt một món mồi đặt lại nha bạn. Con này cũng khá à, chứ nó nặng lắm bạn, tại thịt nó còn do dễ khác à. Đặt chỗ bí hiểm còn là vô gắn gì luôn không, con chuột mất tiêu rồi. Chui lùm săn gắn khủng này nó khô dữ lắm, khô. Anh Hải đã quyết định anh đặt ở đây, anh bắt con hổ này, hổ hèo anh vác ra cho mình coi chứ rồi nó nói gì đó. Có không, có không, có không, có chứ, trời ơi ngon ta. Cái này cái thứ ba của ảnh nha bạn. Hồi nãy anh hai cái chết chuột hết trơn. Bánh mì hả? Kệ có đỡ không? Rồi lấy cái bẫy phụ bỏ vô đi, rồi đem coi ra đây. Được rồi. Trời ơi nặng anh. Bánh mì khổng lồ rồi bạn ơi. Bánh mì ổ này ăn chị nói tới chiều nha. Nói tới chiều luôn á, đi ra chỗ trống bắt nha bạn. Ok, sướng sướng. Anh Hải này hay quá ta. Nhất định bắt con hèo, không có hèo có con ngựa con im anh. Nghe con ngựa này cũng khổng lồ các bạn, lâu lắm mà không ăn được con ngựa nào bự như vậy. Ổ mì này cầm nó tới chiều không phải chơi đâu. Siêu hổ bắt rắn à nè. Thôi, mở mở luôn anh cho anh ta cho anh coi ha. Cho anh em bạn coi ha. Mở đi, thôi mở bình thường mà nó gì đâu. Thấy gì đâu mà giấu người ta sợ. Đó. Đó. Bánh mì súp trăng đặc biệt thơm ngon 80.000 một ổ. Sướng sướng sướng. Này có người dặn à, có người dặn à. Dặn mấy ký rồi không gài không có. Người đi ra khỏi nhà cái có ngựa đi cho tao nghe thấy quê rồi. Tôi lấy ngựa với hèo không lấy hành, tôi nói ừa. Ừ, lấy gì lấy. Miễn lấy cái chim hôm. Có rồi, bộ còn cái chim hôm không? Đó, tôi còn lấy rồi, đó tôi đem theo hai cặp. Đó. Con ngựa vàng. À, ngựa vàng khủng. Đó. Ngựa này từ 600 g. Sáu cái bảy trăm gram nặng đó. Nó cơn lại chứ đâu có dính lưỡi gai đâu. Ừ. Bự cái bóng mặt của em luôn. Bích bóng mặt em luôn, hết hồn thì chết nè. Dữ dằn chân giả chết nữa. Chưa không có con nhà. Không có con nhà hết găng luôn cho mày biết, trước sau mày cũng mớm à. Không có con nhà đâu, giả chết rắp cái màu vàng rồi đó, buông ra chết xỉu. Bự ha. Đã ha. Bự sướng 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 sướng. Rồi bỏ mất thời gian bạn ơi, thì bỏ mồi vô để đi chuẩn bị lên làm bếp phụ tiếp theo nha. Tới cái tiếp theo bấm máy tắt ra, bấm nút đỏ, bấm máy dừng lại rồi tắt lên nút đỏ rồi. Nút đỏ luôn, nút quay nữa luôn. Cái tiếp theo của ảnh nha, hồi hộp và chờ đợi tới với mấy nước luôn á. Khui 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 khui. Hồi hộp các bạn ơi, tới cái bẫy là hồi hộp rồi. Dồ cái gì chuột chết nè, trời ơi là trời, chuột chết hoài bó tay. Cái có cần thủ có dục xuống cừng, cái cần câu dục nó mồi đó, cái chỗ đó chắc để dành người ta câu quá anh ha, chỗ đó đó ngồi chỗ đó câu có gì đó. Dục cái giữa xong. Quá trời con sông này, cái này là cái cùng bạn, nó giống như là cùng. Cùng cái xích này là cùng. Cái xích này nó cùng nè, bởi vì cá nhiều. Hai bên cái đầu nặng á, khúc này là lục bình cứng ngắc luôn. Sông lớn dữ lắm luôn các bạn. Nãy giờ nhiều chưa ta? Mấy chú rồi? Ồ, được hai chú hả? Có mối xuống cần hả? Mấy cần? 1, 2, 3 cần. 3 cần là 4 cần. Nhà cần đây luôn hả bồ? Nhà cần đây. Phân tan. Có lại coi cái bến này thường không? Buồn buồn vậy ha. Không mát là vừa có cá ăn ha. Mồi cám trộn hả? Ồ, hù ơi, gì? Dính lâu kiến luôn. 4 con hả? 5 con. Con bự bự không ha. Chà, này là thánh câu rồi bạn ơi, nên mới dính có lục kiến như bình thường dễ gì dính. Kiến cần cần không nè. Quá chí con lục kiến à, gì hầm xả không?
quá trời cái sông này nè. Tới bẫy tiếp theo của mình bạn ơi. Hộp quá. Vô lùm vô bụi là hồi hộp. Ui, tiền về. Có tiền về không? Thấy con lỏng rồi bạn ơi, chưa thấy chuyện gì xảy ra. Rồi, 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 chụp chết. Điểm mới. Cái đầu tiên khu vực này. Vợ con đâu thấy cảnh này hả anh? Xin tiền mua rượu nó này nữa kia hả? Ok, ê làm gì đó, bò gì đó, bò gì làm gì ấy? Chui đâu vậy? Chừng nào gốc nó khủng lôi không kịp, lôi không nổi kêu em nghe. Nhảy sợ hả? Trời ơi. Chết rồi hả? Trời ơi là trời. Khui 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 khui. Trời ơi trời. Đống xương khô. Có ta. Trời ơi, con hố hành. Ủng ha. Cái bẹp nó xử. Ờ, bẹp nó xử. Ủa, bộ anh cuốn ở trong đó ra hả? Vậy hả? Cái chốc ngay cái chốc gặp mình nó gặp nó lấy luôn. Ờ, nó dở lên gặp mình nó lấy luôn. Rồi nó đặt lại. Nó đặt lại gặp nó cái bên mình kìa. À, vậy hả? Đây là cái cầu Long Phú nha bạn, đây là cái cầu Long Phú, cái đường xuống Nam Sơn Hậu này đây là cầu Long Phú. Thì đây là cái sân banh nha bạn. Đây là cái sân banh, sân đá bóng á, sân banh á, sân đá bóng mà người ta không đá với cái lên mini vậy nè. Đó. Ở dưới đó là cái bóng đèn chớp chớp đó là cái bến, cái đường bến phà nha, một cái đường bến phà quẹo vừa luôn phải vô bến phà Long Phú qua cồn, còn đây chạy vô bệnh viện Long Phú như chạy vô chợ Long Phú các bạn. Đó chỗ chiếc xe Honda của mình đó là đó đó đó, chỗ xe Honda đó là chỗ bóng đèn đó bạn, đèn chớp chớp là vàng vàng đó, tại không thấy đồng nghiệp chơi không phe lay chút nào hết trơn hả anh Hải? Kỳ cục, lấy cái gọc của mình gửi ra thấy mình rồi lấy. Rồi anh còn cái anh đem cuốn gì luôn? Vậy hả? Rồi thôi đi chỗ khác anh ơi. Để cho anh em làm ăn đi ha. Chạy mặt anh em đi. Bó tay thì chứ. Làm ăn bây giờ càng ngày càng khó khăn ha anh. Cuộc sống mưu sinh chui lùm chui bụi. Đặt gắn đặt kích. Nguy hiểm vô cùng, cũng bị cạnh tranh quyết liệt. Cạnh tranh không lành mạnh. Trời ơi, dữ dằn vậy hả? Rồi, bỏ mồi cho nó luôn. Kiên trì quay mãi mà chả thấy có gì dính chứ. Mình quay mình còn chán, đừng nói chi anh em. Tình hình chút quớt nữa anh em ơi. Tiếng vàng không nữa trời. Chắc chuột chết. Ồ, đã quá trời luôn trời. Ngon anh. Ôi, ngó sen nè bạn. Nấu chè hả? Nấu chè. Trời, cái bông này ăn sống nè, ăn sống tươi luôn cũng ngon. Cái này chín quá nó gớt hả anh hả? Ờ, chín gớt. Cái này phê phê khô thì nó mình ăn á, nhà người ta bán 1 ký mấy chục ngàn á. Ờ, mình á mình lột mấy cái non non đó ha, mình lột cái mình nấu chè ăn bụp 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 anh. Ờ. Ha. Non non nấu chè nè. Dạ. Chỉ có lột. Này cái này nó đâu có nó hơi sâu đâu có ra ngoài xa được ha. Nó ra ngoài xa đó, ra ngoài xa đó còn quá trời quá đất luôn. Nó ló ngó lắm các bạn. Thấy chưa? Đi chân mé không đó mà vậy đó. Lấy vài vài cái thôi, nó hơi sâu các bạn. Có cái anh đó anh đang lội nữa kìa, ngập trong mé thôi mà ngập đầu rồi đó. Đó, anh đang lội kìa. Ở đây thơ mộng bạn ơi. Bạn đây thơ mộng nha. Mát mẻ, ngày buổi chiều thì sen nó ốp lại cho rồi nó vẫn nó tốt lại nó không có nở á. Sáng là rực rỡ luôn á, giờ này chiều rồi. Mình đi hồi 1 giờ đi vòng vòng đặt. Thì đặt xong mình đi thăm mười mấy cái bẫy. Cái đầu tiên trong khu ao sen bí ẩn.
nặng nặng cái coi cho có anh em ta coi coi có hàng không, có nặng nặng rồi hả? Khoái 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 rồi đó nha. Cái gì vậy? Con ngựa hả? Nặng gì? Ủa con ngựa này cũng bự anh. Mình lấy miếng gác cho cái miệng hông gì mấy quay. Trời ơi trời, nó ị vậy nè. Phân nó ị một đống cho nửa kilo phân vậy trời. Mày rút bắt đây luôn anh ơi. Đây. Rồi anh quay giùm em ha. Con này chắc cũng chạm con anh. Thấy cũng nặng tay á. Ha. Ve kìa trời ơi, cái khu vực này trong đây bọn nó trong hang nhiều lắm sao mà ve dữ anh. Khu vực trong này nè. Cái con nào cũng có ve chứ. Khu này là khu gắn lép cây dừa mà. Ừ. Gắn lép cây dừa. Dược luôn đâu vậy em? Dưới đó mình phải cái đuôi nó kích. Gỡ nó ra đây. Không, không gỡ ve, ve nó kệ nó. Cách nó tội nghiệp lắm. Không, ve nó tự gớt cái anh dở một. Mạnh, không có cây găng. Coi cái quần, cái đế quần, coi cái đế quần có gách không nha. Ve nhấp luôn anh ơi, con hang ra gì á. Anh biết sao không, giật ra vậy nè, cái nó tét mấy dụi mấy con da này đi. Anh giật con miếng da này ra cái nó về nhà cái nó chạy tới chạy lui, nó tét lỗ chạy quầy giống như ghẻ vậy đó, chắc lỗ bự tay cái vậy nè, nó banh thịt luôn. Rồi tự động nó hút hồi nó khô à, hồi nó no vậy nè, nó rất bịch xuống không sao. Mà giật ra cái nó cách một lỗ da nhỏ thôi. Nó lở ra tà lầy luôn. Giống như nó tét da nó luôn. Bởi vì cái đó là cái ông gì? Cái ông gì? Ông có ông lái mua gắn á. Là người ta dặn em đừng có rứt ra. Rồi ta nói nếu mà được á, lấy bằng keo dán nó luôn, dán cho nó chết cái con luôn. Thế thế mà tôi gỡ cho, tôi gỡ từ con. Thì ý mà nói ông kia ông nói là nếu mà được lấy bằng keo dán vô chứ được ai mà cho rớt ra. Rớt ra nó thì quầy thì ông nói mình vậy thôi, mình nghe sao nói vậy chứ ai mà lấy bằng keo. Ông nói người mấy thằng chuyên nghiệp á nó còn lấy bằng keo nó dán cái con que lại. Chưa rớt. Tôi gỡ bực bực ra máu đóng. Rồi máu không đóng cái nhưng mà quan trọng là nó bị bể cái lỗ đó đó. Rồi nó chạy tới chị lui làm như nó tét thịt tét thêm á, nó chạy lên nó nở lỗ từ quầy bên lớn như nè, nó ghẻ cái giống giống manh gắn hơn, mất hư. Nó như mà giật ra là hư đó. Rồi ok, bỏ chuột đóng rồi đặt lại nè. Đi cái tiếp theo, cái đầu tiên trong khu vực này là thấy ngon rồi đó nha. Ngon ăn rồi. Vô. Có gắn khủng coi. Con hết trời. Bịch lúa của mình nè, cái bẫy của mình nằm đây nè, cái đục cái vừa nó úp lại. Cái tình hình này thấy căng nữa, thấy chuột chết cái xác đầu này nè. Vô anh ơi, vô anh ơi, vô, chuột ói, vô. Chuột ói luôn này. Đừng con hành ơi, có mùi sưng rồi, có mùi sưng rồi. Xuống tiếp em anh ơi, mình khủng lắm. Anh khủng lắm. Đây luôn, xuống đây đi. Xuống đây nè, xuống đây đẹp hơn. Có chuột chưa hả? Thì ba con rồi đó chưa. Con gắn ra bụng vàng nè. Em còn chuột. Ừ. Có ngựa nè. Đây là ba cho chỗ này là còn hổ hành. Thấy chuột chết đó, tưởng nó gợt nghi tính chuột chết, hao nó hao tài tốn của. Cái khu bí mật này xong lần nào anh em mình đi thẳng con hả tự. Trời ơi là trời, cái con hổ hành này cái đâu cái đọt cái cục đuôi nữa chứ. Trời ơi trời, 200g kiếm ra thật hay bắt luôn anh ơi. Dạ, có cây hả? Có cây nè, tôi lấy cây cho. Bó tay thiệt chứ. Cái cục cũng hơi nặng, tưởng 300g. Ai ngờ nó nhảy xí xì. Vậy, có đỡ hơn không hả anh? Có chồng đỡ hơn giá. Thì có dính gắn là mừng rồi. Hai anh em đi từ hồi 12 giờ bạn. Có anh lấy thêm 2 cái, mình lấy thêm 5 cái nữa. Đi tìm những cái chỗ đất mới, chỗ cho mới á. Trời ơi đội lùm đội bụi. Gách à, con bị gách. Bị gách hồi nào vậy? Gách lâu. Gách lâu tới lành luôn đó hả? Gách muốn lành luôn rồi. Quá trời lâu. Ok, bỏ vô các bạn. Mình được con thứ 3. Anh Hải gì được mấy con anh Hải? Con hai con vậy đó. Con ngựa với con hành chết phải không? Con ngựa mà đúng rồi. Con ngựa với hành chết. Còn mấy con nữa bạn ơi, mình còn mấy cái nữa. Lên đường. Tính ra anh Hải cũng kiên trì dữ ha.
Cái bẫy này biết bao lâu rồi anh? Mà không thấy dính gì trơn. Sao anh? Không dính luôn hả? Chú còn à? Ngáo hả? Đè xuống mấy nước đi anh ơi. Đè đụng với mấy nước luôn đi. Đặt cái lọc khác lại xuống mấy nước luôn đi. Khu này mà không có sao kỳ vậy trời. Cái bờ nó bự cỡ này nè. Đây là cái ao nha. Rồi bên đây là cái ao nữa. Hai bên hai cái ao chứ giữa cao vậy đó. Mà anh đặt hơi cao để anh kiếm con hèo. Đụng cái cây. Vô. Mời các bạn uống nước nha. Uống nước dừa. Uống nước dừa. Vô. Đang khát à. Uống nước dừa này sướng sướng. Dừa dứa không anh ha. Uống thơm phức luôn. Uống xong cái thơm phức cái uống họng mà. Mời các bạn nha. Đi hơi Bình Dương sướng trời ơi, vừa để vô lỗ mũi là nó thơm rồi, uống xong nút cái hừ cái bụng nó thơm, cái mùi dứa phật phật cái lỗ mũi luôn đã. Nói chung là mình đói ăn khát thì phải uống bạn ơi, không có gặp chủ ở đây thiệt, nhưng mà mình uống thì lỡ có gặp thì mình cũng xin, không gặp thì mình bẻ hái với anh ha. Không lẽ nở lòng nào có trái dừa mà không lẽ người ta nói nặng nói nhẹ mình có thì mình xin. Nếu mà nói nặng nói nhẹ mình xin lỗi người ta chứ sao giờ hả? Ngặt cái kiếm chủ không có, kiếm chủ đang xin không có thì mà chịu không lẽ gì trái dừa chết khác là sao? Mai mốt mà gặp chủ xin số điện. Xin số điện, bữa đầu uống nước dừa, alo anh ơi cho em xin trái dừa nha. Em vô vườn rồi. Em vô vườn rồi, em đuối quá rồi, em khát quá rồi. Rồi mời các bạn đi theo chúng mình luôn nha. Ok, mình còn chút xíu nó bỏ, uống quá. Uống hơi luôn nha, rồi tới cái bẫy tiếp theo mình sẽ quay cho bạn xem. Chỗ này là có con rắn giả chết thì bữa đó luôn đó mình bắt được con rắn tổng cờ gần cái ký luôn nè bạn, rắn nhất rắn khủng mà hai chiếc lần sau thì không có dính nữa, nó khô quá mình phải dò xuống lấy nước ở đâu đây nè bạn, lấy nước mình dò sát xuống lấy nước rồi bây giờ gần nhất có thể rồi, có nữa rồi bạn ơi, có hiện tượng nữa rồi bạn, quá trời cái đống này rồi, cái đống này còn đủ tiền con tết rồi nè. Loạn cái này nè, quá tay rồi, cục gì mà cục nào cục mấy cục kìa, chỉ những thằng khổng lồ nó mới làm cục cỡ này thôi, khủng khiếp chưa, sướng chưa, con này, con gì quá trời rồi, quá chứ anh chàng mét hai bên mét luôn, trời ơi trời, nhìn cục phân của kìa trời, con gì vậy trời, để cho quay cục phân cho bạn xem, cục phân của nè. Quá chí rồi tới nhà ơi. Trước miệng lọp đó. Và cái đổ bột lúa đó nha, nó tràn ra tới bột lúa luôn. Trời ơi là trời. Đừng nói thằng khủng nha. Con này con gì đây? Trời ơi là trời á. Sướng là anh Hải ơi. Nãy anh chạy tán anh đặt cái bẫy rồi. Trời ơi trời, con không dữ lắm mà sao mà nó không được nặng trời. Mình tưởng tượng con này 1,5 kg mà còn tức á. Ôi trời chết rồi. Con này không được bự luôn bạn ơi. Dùng nhất là cái chắc nhưng mà cái dạng như nó. Ở cái nhà bạn. Con hành coi nè. Vô kẹo. Vô kẹo anh Hải ơi. Anh Hải ơi vô kẹo. Vô chứ. Vô. Trời ơi. Quá đã anh Hải ơi. Bắt rồi đó, bắt rồi chứ, mát bắt. Bắt lạnh mấy mé này nè, anh lấy cái vỏ em đi luôn, lấy cái vỏ em. Bãi biển mà. Này mình hai cái rồi, hai con rồi. Quá đã anh. Trời ơi trời, những cái đống phân của nó kìa anh. Phân thằng này là khổng lồ không? Nè. Trời ơi là trời. Hiển còn hơn là một cục cước chó nữa. Qua quay cảnh qua cồn luôn nè. Nè, qua bên cùng của Lô Dung. Quá trời, nước chập chả mình... Lội cái bển mình bắt là mình đánh du kích bển nó giữ. Quá trời các thiệt. Con gì vậy? Đúng. Còn không hành. Vô đồ. Con này tầm 700-800 g không anh? Chưa biết nó là 700-800. Mà cũng hơi nặng bạn, mà không ngờ mà nó nhẹ vậy. Ủa này cứt vậy sao không hành ta? Trời cứt cứ hành mà. Mà không ngờ trời ơi con hổ hành cứt lớn này trời. Khủng khiếp chứ. Cái gì? Bó tay thiệt. Xe tao hồi nãy mà. Ủa mày đâu vậy? Vô. Con này. Ngoài đâu? Con này 700-810 g. Xe đó đó, ẩu đó đó. Mày đó.
Mày đi đâu ra đó vậy? Tụi mày nó chạy tới đó, nó hết xăng rồi, xe tao nó chạy liên khúc, nó hết xăng rồi, nó xúc bánh xe luôn. Ghê vậy? Gì anh? Có con mợ mà đang ở trong rừng. Trong con rừng. Đang ở bãi biển. Mày dừng vừa vậy? Trời ơi trời. Nó ốm anh ơi. Vừa có Hiếu hả? Ok nha bạn, bắp mái bỏ mồi vô đặt lại. Thôi. Sướng. Con này 750 à anh ơi, chắc không tới 800 nổi luôn á. Ốm quá mà. Khô quá trời luôn, ỉa cứt, con ỉa cứt dưới đáy giết, ỉa phân giết, ỉa giết con ốm trong gì chứ, có mồi gì ăn cho tụi nghiệp nhỏ. Trời ơi em dở con đó, em nó cỡ 1,5 kg em còn tức nó chứ, nhìn cục phân nó coi. Nó lạnh luôn. Rồi vô đồ vậy là được hai con hành, hai con ngựa chứ con ấy. Bữa nay con đủ tiền nhờ con này vớt lại anh, vớt con tiền xăng thì bọng lại ha. Ôi bộ đường xa mà kiếm tiền xăng đi, tôi đường gần sát nhà. Sao, dễ thương thôi, nói chuyện dễ thương không sao, chẳng nào cũng thắt thầy bình đâu có lợi thầy bình nào. Trời ơi đây lại anh nhường em ấy chứ. Rồi vô vô trời ơi là trời vô nhìn cục cứt em nói cứ chết ơi chết rồi đó. Bởi vậy thôi anh xin ốp máy nha bạn, quá chí khôn con họ con này, cái bãi phân có con này chứ. Trời ơi trời, nhìn đâu một lần nữa chị ngưỡng cái bãi phân đó khủng khiếp chứ. Em nhìn em hết hồn không nói, em nói là no cơm rồi, cục nào cục nấy. Mấy con bự á thường thường nó ị xong nó có cái lông, bạn lông chuột á, lông chuột nó khô gan rồi, nhưng mà lông chuột còn là toàn là thằng lớn không. Sao vậy? Chỗ con luôn hả? Trời ơi, toàn chuột chết. Bữa hổm anh nãy đặt cái chiếc này nè, bị con chồn cái gì á, nó lôi. Mình hồi nãy cũng mất tiêu. Rồi anh Hải có đặt lại nha bạn. Lôi đi đâu nữa rồi? Có gì bữa hổm hai anh em mình có bàn rồi, lận bẫy siêu to khổng lồ. Lận bẫy siêu to khổng lồ đặng không? Con gì vậy anh? Đặt trên mé này nè, ngoài kéo nó xuống tới dưới đó, cái bao quanh nó có lọc này kia, đưa cho em coi. Con chó, nếu con chó anh rước nó dậm cái kịch cái là còn gì là sống. Con đó đó. Không, nó cào đất nè. Bởi vì em nói anh phải, anh em mình phải làm cái banh bung cái lọc này ra, nếu có lưới mới thì lần lưới mới, còn thôi là đúng lọc này ra là 12 vuông. 12 vuông, 15 vuông vậy đó. Cố tình mình là một đồ hôm, đặt cái con quỷ quái vật này nè. Mà công nhận nó lo một cái đường đi ngoài đó hay thiệt trời. Cái vậy là chỗ này nó có cái con gì đó nó quyết liệt nó ăn mấy con chuột trong cái lùm này nè. Bây giờ anh em mà làm cái 7-15 vuông hay là 12 vuông mà mình đặt cái con này là dính là xiền luôn á. Trời trời tức thiệt chứ. Con gì? Trời ờ cái khu này quá trời quang du à, mà kia mình cũng có đặt lại cái nữa các bạn, không biết làm sao nữa. Hồi lúc trước anh đặt cho cái chặt cái cục kẹt cục đúc này nè, đặt mé cái cục đúc này nè, đi và múc dưới luôn quẹo quá luôn. Bởi vì bữa nào hai anh em mình đi săn mà anh Hải thì không có hứng thú với con đó, bởi vì kêu anh đi săn thì anh không chịu. Rồi nói với mấy anh em bảy đệ thì anh đệ kêu lấy bảo ra bảy cặp, cái cặp giống như là bảy của ca cường TV vậy. Dính xiềng luôn để chuột là dính. Ừ, mình là cặp bự để là dính liền. Quá trời cái địa hình này. Cái cuối cùng của mình ở đây bạn ơi. Ủa mất tiêu có 7 rồi. Ừ. Trời ơi cái cuối cùng lại mất 7 trời. Lúa còn nè. Còn mấy hột lúa nè. Còn được mấy hột lúa không à? Bữa nay mình mất một cái, anh Hải thì thiệt hại hình như 3-4 cái vậy. Đây đường mòn chuột dữ không trời, mà nhìn đường mòn chuột ha. Đó. Bye bye cả nhà anh Hải ơi. Bye, em bao cà phê uống đừng có buồn mà. Hên xui lá bài thôi. Hên xui mà. Em cũng được nhiều à, cỡ nhiều anh. Cỡ 500.000 không? Cỡ đó ha anh ha. 500 chắc không tới, mình có 300 khỏe mà ha. 300 có đường sống, nhờ cũng cắn nhất. Sợ không? Sợ không? Không sợ hả? Rồi, tạm biệt cả nhà luôn. Bye bye. Bye bye.